Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy vác mép đến từ thương hiệu Nitto của Nhật ha. Và mẫu sản phẩm là HB-15B ha anh chị ha. Đây là bộ phận hộp của máy. Thì đây mình có để sẵn phần máy và những cái phụ kiện đi kèm với máy đó ha. Mình có để sẵn trên radar này hết rồi. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một catalog nè, sách hướng dẫn sử dụng này ha. Của Nitto. Và bên cạnh đó thì một số phụ kiện đi kèm như là ốc vít ha, lục giác để chúng ta mở khóa máy ha. Rồi đây là một cái miếng trắng đây, được tặng kèm đây ha, miếng trắng để chúng ta canh độ đây ha, như cái máy miếng này nó được gắn sẵn hai miếng như này rồi ha. Rồi được tặng kèm thêm một miếng. Rồi thì như anh chị đã thấy thì đây, tiếp tục theo đó thì một cái mỏ ha, một cái vòng miệng ha, được đi kèm với máy luôn. Rồi máy thì rất là đẹp rồi, anh chị thấy đây, còn bộ máy thì rất là đẹp. Để mình xoay anh chị xem đây ha. Ồ, máy rất là đẹp luôn. Con này thì sử dụng cái công suất lên tới 910W đó, 910W nên rất là mạnh động cơ. Cái bộ phận này là bộ phận tản nhiệt thôi ha. Rồi bên trên này thì nó sẽ có cái bộ phận công tắc nguồn ha, công tắc nguồn nó nóp đây trên này. Và dây nguồn đây cũng khá là dài luôn ha anh chị ha, khá là dài để chúng ta dễ dàng vận chuyển và sử dụng ha. Rồi ở trên này thì nó sẽ có cái thông số để chúng ta vác ha. Con này vác từ 15 cho tới 45 độ ha anh chị ha, đến 15 tới 45 độ. Đây là cái thông số kỹ thuật của cái động cơ ha. Đây, thông số kỹ thuật của cái động cơ. Rồi, phía trên này là nó sẽ có cái bộ phận mà thông số kỹ thuật của máy ha. Đây, model máy là HB-15B ha anh chị ha. Thì đây, từ 5 tới 45 độ đây ha. Vòng tua thì 2750 vòng trên phút ha anh chị ha. Đây. Đó. Nhìn phút và sử dụng điện 220 anh chị ha. Phía dưới này thì nó sẽ có bộ phận nó accessory nè ha, accessory của máy này, chính hãng Nhật Bản là Made in Japan ha. Rồi máy thì rất là đẹp luôn, bộ phận tay cầm đây rất là chắc chắn ha. Phía này thì mình sẽ điều chỉnh độ bên này ha, điều chỉnh độ bên này. Đây là cái bộ phận đế để chúng ta vác mép ha, nó rất là chắc chắn luôn, nó làm bằng từ gan ha. Và phía trong ở trong này thì mình sẽ gắn lưỡi ha, mình sẽ gắn lưỡi ở trong đó. Đó, máy rất là đẹp luôn. Thì con này thì ưa chuộng trên thị trường ha, dòng này của Nhật, các mét và giá nó cũng thành thì nó cũng sẽ hợp lý ha. Con này thì vác được 4 cạnh này, cho tiết kiệm chi phí của chúng ta hơn, vác được 4 cạnh ha. Và hoàn thiện bề mặt chè nhám không cần thiết ha. Đó, đó là tốt luôn. Rồi thì máy thì rất là đẹp, với sử dụng nguồn 220. Và nếu mà vòng tua nó đạt tới mức tối đa thì nó tới là 3350 vòng trên phút anh chị ha. Đó. Máy vét vét của Nhật ha. Rồi trọng lượng con này thì 15kg anh chị ha, trọng lượng 15kg. Đó. Máy rất là đẹp. Thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái dòng máy vác mép của đến từ thương hiệu Nitto. Nếu anh chị và các bạn muốn biết thêm về cái dòng sản phẩm này, hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video ha. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Nếu anh chị thấy video mình hay thì hãy để mình một like, một subscribe để có động lực review những cái dòng sản phẩm chính hãng khác. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.